Con có một vài thắc mắc muốn tìm hiểu. Trong video ngắn về vấn đáp Phật pháp có tựa đề Tâm tĩnh lặng là thoát luân hồi, có một đoạn sư nói về việc rằng một vị sơ quả là đã trải nghiệm được niết bàn. Những gì con hiểu được đọc hay nghe các pháp giảng từ nhiều vị thì điều kiện để chứng được sơ quả là diệt trừ xong thân kiến nghi với cấm thủ, chứ không đề cập rằng một vị sơ quả có khả năng thực chứng niết bàn. Tại vì theo những gì con biết thì chỉ có một vị A-la-hán mới thực chứng được niết bàn. Xin sư giải đáp giúp con, và con muốn xin nguồn tài liệu nói về việc này. Ngoài ra con muốn hỏi thêm là tất cả vị sơ quả đều ít nhất một lần trải nghiệm qua niết bàn, hay vị ít nhất trải nghiệm niết bàn một lần được tính là trường hợp đặc biệt? Đầu tiên á là sư search Google cho quý vị coi. Niết bàn lần đầu. Quý vị thấy rõ không? Đây, nhập lưu chứng ngộ niết bàn lần đầu. Ha. Đây. Có rất là nhiều tài liệu mà sư không hiểu quý vị học ở đâu, quý vị học kiểu gì mà quý vị không biết những cái này. Đấy. Có rất là nhiều tài liệu nói về cái vị đây nè, sơ quả là vị thấy niết bàn lần đầu ha, thành tựu niết bàn lần đầu. Đây, có rất là nhiều nha, rảnh thì quý vị vào coi. Đó. Cái thứ hai đó là sư mở trực tiếp cái chú giải cho quý vị coi. Đây. Đấy. Nha, tức là cái vị mà sơ quả đó là cái vị mà thấy niết bàn lần đầu tiên ha. Đó, muốn biết là sư dẫn Pali cho quý vị xem luôn đó. Còn mình không Pali thì không biết. Còn các cái tài liệu đã được dịch ra thì mình không tin. Và quý vị quay vào quý vị hỏi sư là sư dựa vào đâu thì sư chịu thua nhé. Rồi cái này chắc cho qua ha.